magic rider, baby. Pui, 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 pui. Anh cũng phải học bài và cũng chơi game giải trí. Không phải là dân chơi nên mấy em đi ra đi. Vẫn chăm sóc công ty nên không hề chăm mai thuy. Chỉ thích viết lách máy bán tình ca và pha tìm melody. Yeah, mấy anh bạn beta này thường hay la lôi. Chơi vừa thôi không lo học hành kêu lạc lôi. Mẹ cầm chỗ ở nhà nên thôi anh tự chơi. Vẫn là chơi ngoan nên anh không hút. Bam, không chơi đâu đâu, anh say no no. Anh không dám đâu đâu. I gonna go go. Mấy thằng bạn lại bao lâu lâu, tiến vào lại slow mo. Còn cả đông việc phải mau mau. Thôi anh không chơi đâu, bao lời mời gọi anh vẫn clean clean clean. Không tha hóa yêu thiên nhiên. Cây hoa lá không tha thu trên da và là con ngoan của ba. Bui bui bui. Không dám đâu đâu đâu, em còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu, mai còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu đâu, một còn phải học bài bài bài. Không dám đâu đâu, ngày kia còn phải học bài. Đâu 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 đâu. Vẫn còn clean, vẫn còn on stage, vẫn còn bận rộn make money all day. Đây với my crew vẫn làm việc hăng say. Hater hater, get out of my way. Khá là lì với công đức còn nói dân chơi nhiều ha. Bad boys ở Đông Hà đu đưa theo người ta. I'm a good boy nên đừng đưa anh bình ga. Anh đã nói bao nhiêu lần anh đã nói là anh còn sợ mẹ la la wow. Không cần những thứ đó như em để anh vẫn ngầu mà wow. Thích làm việc trên tù hăng tốn thời gian đi la cả wow. Khi em còn dậm chân ham chơi thì anh đã đi xa wow 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 wow. I'm a good boy. I'm a good boy. I'm a good boy. Anh vẫn cấp về flow. I'm a good boy. I'm a good boy. I'm a good boy. Tuy nhiên anh đi đâu? Đi tới show luôn thiêu cháy old stay. Khi mấy em fan girl đứng bên dưới lung lay. Vẫn máu trong rap game chiến đấu lấy giấy khen. Đâu ra đây mà xem. Baby I'm on my way. Let's get it. Đâu 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 em còn phải học bài. Everybody say it. Everybody say it. Đâu 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 mai còn phải học bài. Đâu 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 một còn phải học bài bài bài. Ê không dám đâu. Khi còn phải học bài đâu 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 đâu. Bóc kim thang cả đang đi giờ. Cuộc qua phèo là phèo qua một. Chú ban dầu và cầu mà thế. Chú ban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi tỏ chi. Lè tỏ 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 lè. Bắc kim thang, ô bắc kim thang. Câu hát thụ nhưng khi nghe lại thì như ruột thắt tim gan. Đóng mít cửa và tắt khách đèn để nghe chuyện kể dân gian. Bỏ vào lon một hai viên kẹo xong rồi mình thập cây nha. Vì âm vinh sẽ cho phê vào tháng 7. Lướt đi ngao du và nhẹ nhàng như nước chảy. Ít ai quan tâm và cũng ít khi nghe thấy. Nên người ta từng không tin cho tới khi được trông thấy. Tiếng khi OTD anh không nên lúc. Bạn còn cỡ dân chơi hay mang ra đi xin xuất. Lời đầu tiên nó xin ông bà bên trên phù hợp. Nhưng mục đích chính là xin con số bên đẹp của lùa. Còn nổi tiếng miền Tây chính là châu đốc An Giang. Khắc sơn bảy nối chân dự linh hồn lang thang. Ai chờ ai đến 12 giờ đêm. Tay chân là toa nằm bên bờ cơ. Cả đang đi giờ. Cục qua kèm là kèo qua một. Chú ban dầu và cầu mà thế. Chú ban anh ở lại làm chi. Con lè lè đánh trong thổi đèn. Con bìm bìm thổi tỏ chi. Lè tỏ 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 lè. Bắc kim thang, ô bắc kim thang. Câu chuyện dân gian bắt đầu từ trong một ngôi làng. Chú bán ớt và anh bán dầu bắt đầu kết đôi thành bạn. Tình cảm anh em của họ khăng khít như là bầu bí một vàng. Rồi con bìm bìm và con lè lè đưa cho đêm báo. Đừng đi ngang qua con sông kia trước khi đến 6 giờ. Vào đêm trăng tà rất dễ đục nước béo cò. Đi qua đó nhớ phải ngó coi chừng mà da kéo giò. Cây cầu chân 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 chờ người đi thật qua là lấy mạng. Chìm lấy lên hồn để được ngay trở về dương gian. Trước đi ánh sáng chú ban dầu rơi vào đêm tàn. Không thể ngăn cản chú ban ớt không thể ngăn cản. Kết cục người đi ngang qua đây chỉ để lại xác thịt. Mắt buồn người ở lại làm chi giữa cuộc đời bất hạnh. Khi mà con bìm bìm le le hòa thanh cùng nhau. Cất tiếng hát cũng cũng là gửi đến cảnh báo đời sau. Cả đang đi giờ cuộc qua kèo là kèo qua một. Chú ban dầu và cầu mà thế.
It's Carrick from the music of freedom, and what we from the South Gang. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh chạy thật nhanh với em kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Em thích gì anh cho đó, em thích Bentley anh vẫn cho, em thích villa anh vẫn lo cho đến LV anh cũng có. Chỉ cần em chơi với anh là cả thế giới này thuộc về em. Chỉ cần em đi với anh là những vấn đề của em anh dẹp. Nhưng em ơi, đó là nếu, đó là mơ em vẫn rất kêu. Thằng Cường nó đi với em trong Ferrari còn anh thì thiếu. Anh lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô, chỗ công nhân ăn mì bằng xô, mỗi khi mưa xuống uống nước bằng tô. Chỗ em gọi là căn hộ, còn chỗ anh họ gọi là ổ. Thế giới anh xài tiền Việt, còn thế giới em xài tiền đô. Em đổ xăng thì được đầy bình, anh đổ 5,000 nó không cho đổ. Đi ngoài đường anh gặp được em, anh xin số thì em say no. No way, that motorbike. But yes, I don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. On way, that motorbike. But yes, I don't mind. Anh sẽ kêu người hẹn giờ trước. Em muốn du lịch sang Mỹ. Anh sẽ kêu phi cơ đến trước. Hễ những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là thằng ăn cướp. Đơn giản anh không thừa tiền, không giàu có giống như đại gia. Không thể quen 6-7 người cùng lúc và xem họ như món hàng đại trà. Vì anh không nhiều của cải, anh không có nhiều gia tài. Anh không đủ sức cho em tiền xài như thằng công tử phố núi Gia Lai. Những thứ anh làm cho em, tất cả đều xuất xứ bằng tay. Bên cạnh là chiếc xe máy tồi tàn chở em đi học hàng ngày. Còn thứ nó mua tặng em, nguồn gốc xuất phát đều từ tiền giấy. Ăn mặc sang trọng, có tiền có quyền và đầy người mẫu ngồi trong Bentley. Anh muốn em là của anh, nhưng cuộc sống lại không cho phép. Khi nhìn đối diện thực tế, kinh phí anh vẫn còn quá eo hẹp. Anh muốn được mặc đồ vest và ngồi ôm em trong Velvet. Nhưng làm sao được khi đi vô club anh toàn bị đuổi vì chân mang dép. On my head that motorbike. But yes, I don't mind, I wanna fly. So that means I'm not your alright. Bye, 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 bye. On my head that motorbike. But yes, I don't mind. Tiền hết bạc anh không thể cho em được. Hết phiền hết nhạc là con người anh lúc trước. Bước cái là nghèo, anh chỉ sợ em không theo. Anh nói trước theo anh chỉ có cái bụng em thường ngày đó meo. Anh đã nói là anh vẫn nghèo, chuyện về tiền bạc anh không chắc. Đến mức anh biết Việt Nam thắng Lào, nhưng khi gặp kèo anh không bắt. Vì anh không tiền nên anh lo, mọi thứ đều do bạn anh cho. Nên anh biết em về với anh, hai đứa mình chỉ ăn được bo bo. Công việc anh vẫn thường hay làm khi rảnh là giao với anh từng lô. Anh để thằng chủ sai khiến cũng vì tờ polymer gắn 6 chữ số. Chắc nó nghĩ anh tên Xin nên đặt thêm tên lót là ô. Nó bắt anh chạy ra chạy vô, chạy giao hàng giống như là chạy show. Chạy khắp phố từ Sài Gòn đến Thủ Đức.